Đây đích thị là cầu thủ chịu khó đầu tư nhan sắc nhất đội tuyển U23 Việt Nam. Không phải là ai khác, Công Phượng mới là người chăm sóc từng chút một cho vẻ ngoài của mình khi xuất hiện trước đám đông. Nếu như cộng đồng mạng đặt cho Hồng Duy biệt danh là cầu thủ điệu nhất U23, sau khi phát hiện ra cậu bán son và rất quan tâm đến việc chăm sóc vẻ ngoài, đặc biệt là rất thích đắp mặt nạ dưỡng da, thì sau khi xuất hiện hình ảnh Công Phượng đang tô son trên xe, thì danh hiệu điệu đà của Hồng Duy dường như đang bị xoáng ngôi. Trong khi Tiến Dũng còn đang mơ màng vì buồn ngủ, thì Công Phượng đã chỉnh chu mọi thứ và ngồi tô son trên xe. Khoảnh khắc này đã khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng và bật cười. Trong suốt mùa giải vừa qua, nhiều người hâm mộ cảm thấy rất khó hiểu về thái độ của Công Phượng. Không như các đồng đội luôn tươi cười, Công Phượng thường giữ nguyên một nét mặt và rất tiết kiệm nụ cười. Tuy nhiên mọi thứ đã được làm sáng tỏ, anh hạn chế cười bởi Công Phượng đang niềng răng và khi cười tươi sẽ bị lộ ra những hình ảnh không được đẹp cho lắm. Công Phượng rất hiếp khi cười trong những ngày thi đấu vừa qua. Và đây mọi thứ đều xuất phát ở việc nam cầu thủ số 10 niềng răng để răng được đều đặn hơn. Mới đây Công Phượng phải đi kiểm tra lại răng theo lịch của bác sĩ. Người hâm mộ còn soi ra cả đôi chân mày được Công Phượng tỉa khá kỹ lưỡng. Dường như anh chính là nam cầu thủ chăm chút vẻ ngoài nhiều nhất U23 Việt Nam rồi đây. Quản lý của Bùi Tiến Dũng chuyển nghề bán hàng online sau khi tạo phốt kiếm lượng follow khủng. Trên Instagram, Trần Kiều Trinh, quản lý của thủ môn Bùi Tiến Dũng, cũng tiết lộ cô phân vân không biết nên chọn mặt hàng nào để bán online. Kể từ khi Bùi Tiến Dũng nổi lên như một người hùng của đội tuyển U23 Việt Nam, người quản lý của anh Trần Kiều Trinh cũng nổi tiếng theo. Hiện tại, Facebook của Trần Kiều Trinh có gần 140.000 lượt theo dõi. Không thể phủ nhận, cô có được điều này phần nhiều nhờ vào tên tuổi của Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, người phụ nữ này vướng nghi án lùm xùm khi bị cư dân mạng nghi vấn đu bám tên tuổi của Bùi Tiến Dũng để trục lợi, thao túng trang cá nhân của thủ thành người Thanh Hóa, thậm chí còn đăng status bằng nick của Bùi Tiến Dũng, hay thay mặt anh chàng nhắn tin thả thính hàng loạt chân dài trong showbiz. Không ít người hâm mộ của Bùi Tiến Dũng đã vào trang cá nhân của Kiều Trinh và buông lời khó nghe, đồng thời yêu cầu người phụ nữ này trả lại trang cá nhân, quyền riêng tư cũng như ngừng giữ hơi thủ thành U23 để trục lợi. Sau loạt ồn ào chỉ trích, mới đây trên Instagram, Kiều Trinh bất ngờ đăng ảnh thân thiết với người em thủ môn của mình kèm theo lời nhắn. Giờ này là giờ đếm ai chửi mình, ai an ủi mình, ai động viên mình đây, nhọc hết cả đầu. Xong nghĩ xem bán online cái gì bây giờ mới gây, nhiều việc thế, có khi bán bánh gato hot trend. Kiều Trinh phân vân không biết chọn mặt hàng nào để bán. Ngay lập tức nhiều cư dân mạng cho rằng sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, người phụ nữ này quá mệt mỏi và quyết định chuyển sang bán hàng online. Với số lượng người theo dõi khủng trên Facebook thì đây hoàn toàn có thể trở thành mảnh đất màu mỡ để Kiều Trinh kinh doanh. Trước đó Kiều Trinh cũng đăng một bức ảnh của Bùi Tiến Dũng lên trang cá nhân và bày tỏ ai nói gì kệ cứ bên nhau là được. Về ồn ào can thiệp sử dụng trang cá nhân của Bùi Tiến Dũng, Kiều Trinh cho biết: "Tôi làm hay không tôi biết, Dũng biết thế là đủ. Tôi chỉ hỏi các bạn tri ân Dũng vì điều gì? Vì cái Facebook của em ấy hay vì tài năng của em ấy? Tôi chỉ nói một điều duy nhất, Dũng là Dũng, tôi không can thiệp. Với người tin chúng tôi không cần nói, người ta cũng tin, ai đã không tin, nói thế nào cũng không tin." Ở một diễn biến khác, liên quan đến câu chuyện trả giá của Bùi Tiến Dũng, cũng như việc lùm xùm giữa ekip đại diện của thủ môn sinh năm 1997 với câu lạc bộ FEC Thanh Hóa, cơ quan chủ quản của Bùi Tiến Dũng, phía công ty truyền thông, đã chính thức lên tiếng xin lỗi và quyết định nhường Bùi Tiến Dũng cho FLC Thanh Hóa. Bản thân thủ môn Điển Trai cũng xin lỗi FLC vì có nhận thức chưa đầy đủ. Với việc kết nối với công ty trên mà không thực sự được sự đồng thuận của câu lạc bộ chủ quản, đồng thời thủ môn này cũng đưa ra lời xin lỗi và hứa sẽ không để xảy ra chuyện tương tự. Kiều Trinh và Bùi Tiến Dũng có mối quan hệ rất thân thiết. Kiều Trinh còn tiết lộ Tiến Dũng đã khóc rất nhiều vì những ồn ào vừa qua. Bị fan chất vấn, chị ơi nhẫn đâu rồi, Nhã Phương hành động gây choáng. Nhã Phương đã âm thầm xóa bỏ dòng bình luận của fan về chuyện chiếc nhẫn cầu hôn của Trường Giang mà không để lại lời giải thích nào. Sau màn cầu hôn gây xôn xao dư luận của Trường Giang, điều khiến cư dân mạng quan tâm là việc Nhã Phương không đeo nhẫn cầu hôn xuất hiện sau đó. Nhã Phương liên tục không đeo nhẫn khi xuất hiện ở hoạt động đời thường. Sau khi Trường Giang cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình hôm 18 tháng 1, nữ diễn viên tuổi thanh xuân im lặng từ chối lên tiếng
về những đồn đoán và dị nghị liên quan đến biểu cảm gượng gạo của cô khi được bạn trai ngỏ lời. Người hâm mộ lại xôn xao bàn chuyện vì chuyện nữ diễn viên không đeo nhẫn. Hai ngày trước, fan lý giải là do Nhã Phương đi quay phim, không thể tùy tiện đeo trang sức khi hóa thân vào nhân vật. Song với loạt ảnh đời thường mới đăng tải, không có lý do nào cho việc nữ diễn viên tuổi thanh xuân giơ ngón tay trống trơn lên để làm động tác thả tim. Hình ảnh Nhã Phương giơ ngón tay không đeo nhẫn cách đây 2 ngày. Đây không phải lần đầu Nhã Phương không đeo nhẫn của bạn trai Trường Giang, vì thế không ít fan thắc mắc về tin đồn cô đã trả lại nhẫn sau khi được cầu hôn. Rất đông người hâm mộ gửi lời nhắn đến nữ diễn viên, vì sao chị không còn đeo nhẫn nữa vậy, chị ơi nhẫn đâu rồi? Rất đông người hâm mộ bắt đầu đặt câu hỏi cho nữ diễn viên tuổi thanh xuân, đáp lại sự tò mò của fan ruột. Nhã Phương đã lẳng lặng xóa hết những bình luận này mà không một lời giải thích. Hành động của Nhã Phương càng khiến cộng đồng mạng đặt ra nhiều câu hỏi nghi vấn về mối quan hệ thực sự giữa cô và Trường Giang ở hiện tại. Sau khi tìm lại những dòng bình luận mà fan nhắn hỏi Nhã Phương không còn, chỉ còn những bình luận như thế này, chứng tỏ nữ diễn viên đã âm thầm xóa bình luận của fan. Sau màn cầu hôn, cũng rộ nghi án Nhã Phương trả nhẫn và chị gái nữ diễn viên cũng lên tiếng khẳng định thông tin Nhã Phương trả nhẫn cầu hôn là không đúng. Bạn gái các tuyển thủ U23 ai cũng xinh, nhưng đo độ nóng bỏng thì ngỡ ngàng luôn, nhất là người yêu Quang Hải. Đúng là bạn gái của các cầu thủ U23 ai cũng là hot girl xinh đẹp, nhưng đến lúc đỏ body thì nhìn choáng hẳn. Đầu tiên là bạn gái của cầu thủ Duy Mạnh, hai người rất đẹp đôi và khiến nhiều người phải ghen tị. Bạn gái Duy Mạnh tên là Quỳnh Anh, sở hữu phong cách thời trang trẻ trung và sành điệu với rất nhiều hàng hiệu. Dù sành điệu nhưng phong cách của cô gái này khá kín đáo, ít khi mặc đồ hở hang. Đặc biệt, Nhật Lê khá táo bạo, thường xuyên khoe những hình ảnh nóng bỏng. Cô nàng chăm chỉ tập gym nên body rất săn chắc. Những hình ảnh trong phòng tập của Nhật Lê khiến ai nhìn cũng lác mắt. Bạn gái của Trọng Đại cũng rất trẻ trung và đáng yêu. Hương Thảo ăn mặc trẻ trung và xì tin. Chiều cao không nổi bật nhưng bạn gái Trọng Đại lại sở hữu thân hình vừa vặn, các số đo khá ấn tượng. Còn đây là bạn gái giấu kỵ của đội trưởng Xuân Trường. Cô nàng tên là Nhuệ Giang, sở hữu thân hình cũng khá nóng bỏng. Cả hai đều sống kín đáo nên ít khi chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội. Táo bạo và sexy nhất phải kể đến bạn gái Bảo Trân của Văn Thanh. Chưa có bạn gái cầu thủ nào dám chụp bộ ảnh siêu gợi cảm như thế này. Phong cách thời trang sexy giúp Bảo Trân phô diễn được những đường cong hút mắt. Nhìn Bảo Trân nóng bỏng chẳng thua kém mỹ nhân Việt nào. Nhìn bức ảnh này cô nàng có kém gì Ngọc Trinh đâu. U23 toàn cực phẩm soái ca, đến lúc quay sang nhìn nhan sắc chị em gái thì choáng luôn. Nhiều người không khỏi suýt xoa khi nhìn thấy diện mạo chị em gái của các cầu thủ U23. Không chỉ điển trai đá bóng giỏi mà các cầu thủ U23 Việt Nam còn có chị em gái sở hữu nhan sắc không hề thua kém hot girl. Vốn là người kín tiếng nên anh chàng Công Phượng rất hiếm khi chia sẻ về chuyện gia đình, mãi cho đến 3 năm trước, Công Phượng mới chịu tiết lộ hình ảnh về em gái ruột trên trang cá nhân. Được biết em gái Công Phượng tên là Phương Anh, sinh năm 2001. Dù còn nhỏ nhưng cô bé cũng tỏ ra tự tin nhí nhảnh khi post hình. Nhiều fan nhận xét gương mặt của Phương Anh giống anh trai như đúc, nhất là ở nụ cười hiền. Thời điểm mới xuất hiện trước truyền thông, Phương Anh là cô gái gầy gò đen nhẽm và không có nhiều điểm nổi bật. Tuy nhiên sau khi dậy thì, Phương Anh dường như lột xác trở thành một người khác hẳn. So với bức ảnh được chia sẻ trước đây thì quả thật khó lòng nhận ra khi Phương Anh trông rất khác, tinh nghịch và xinh xắn hơn. Cô bé sở hữu gương mặt bầu bĩnh cùng nước da trắng bóc, khác hẳn so với trước. Mới đây Phương Anh vừa cùng bố ra sân bay đón anh trai Công Phượng về quê, vinh quy bái tổ sau thành công của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á. Cũng giống như Công Phượng, Hà Đức Chinh rất hiếm khi chia sẻ nhiều về gia đình của mình. Chính vì thế mà ít ai biết rằng nam cầu thủ còn có một cô em gái. Có thể thấy đường nét trên khuôn mặt em gái rất giống với Đức Chinh và mẹ. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là đôi mắt to gấp đôi anh trai. Không chỉ có bạn gái xinh xắn mà cầu thủ Quang Hải còn có hai chị gái sở hữu ngoại hình vô cùng nổi bật. Hai chị gái của Quang Hải tên là Nguyễn Thị Thụ và Nguyễn Thị Hậu. Họ đều thành công trong việc buôn bán mỹ phẩm.
Nguyễn Thị Thụ sở hữu gương mặt bầu bĩnh dễ nhìn. Cô làm chủ một đại lý phân phối mỹ phẩm nên chăm sóc ngoại hình rất tốt. Dáng người chuẩn không kém người mẫu. Còn Nguyễn Thị Hậu sở hữu ngoại hình bắt mắt cùng khuôn mặt xinh xắn. Cô có mối quan hệ thân thiết với bạn gái Quang Hải và cả hai thường xuyên chụp ảnh với nhau. Vẻ ngoài mong manh của Nguyễn Thị Hậu khiến nhiều chàng trai mê mẩn. Trung vệ Bùi Tiến Dũng còn có một cô em gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Được biết em gái Bùi Tiến Dũng tên là Phương Anh, là con gái bố mẹ nuôi của chàng trung vệ điển trai. Mặc dù không phải ruột thịt nhưng hai anh em vô cùng thân thiết, Phương Anh đã từng theo bố mẹ đi xem những trận đấu của anh trai. Cận cảnh nhan sắc xinh đẹp như hot girl của em gái Bùi Tiến Dũng. Vì nhiều lần đi cổ vũ anh trai thi đấu nên Phương Anh quen biết khá nhiều đồng nghiệp của Bùi Tiến Dũng, trong đó có các cầu thủ U23 Việt Nam. Hiện tại Phương Anh đã kết hôn và có cuộc sống hạnh phúc như mơ. Sân vận động Thống Nhất vỡ tung khi U23 giao lưu. Các cổ động viên đã có mặt từ rất sớm tại sân vận động Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh để chào đón các chàng người hùng quốc dân U23 Việt Nam. Không khí lại càng nóng hơn bao giờ hết khi buổi giao lưu chính thức bắt đầu. Theo lịch trình, hôm qua ngày 4 tháng 2, sau buổi kính viếng và dâng hoa tại tượng Bác Hồ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, các chàng cầu thủ U23 Việt Nam sẽ có mặt tại sân vận động Thống Nhất để tham dự buổi lễ vinh danh những người hùng U23 đã mang vinh quang về cho đất nước do Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức đồng thời giao lưu, gặp gỡ fan hâm mộ. Đội tuyển U23 Việt Nam viếng thăm và dâng hoa tại tượng Bác Hồ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Dù 17 giờ buổi lễ mới chính thức bắt đầu, nhưng ngay từ rất sớm, cổ động viên đã tụ họp kín cả sân vận động, băng rôn cờ đỏ sao vàng, hòa trong biển người tạo nên một không khí nóng hơn bao giờ hết. Ai cũng háo hức vì sắp được tận mắt gặp gỡ các chàng người hùng quốc dân này. Biển người tại sân vận động Thống Nhất ngay lúc này. Ai cũng háo hức vì được gặp trực tiếp các chàng người hùng quốc dân. Cờ đỏ sao vàng, băng rôn hòa trong biển người. Những chiếc bảng nhỏ dễ thương chưa? Đầu tư hạng chiếc băng rôn thể hiện tình yêu với chàng thủ môn quốc dân. Đến khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, các tuyển thủ của U23 Việt Nam đã có mặt tại sân vận động Thống Nhất. Ngay khi nhìn thấy các anh chàng của U23, các cổ động viên đã reo hò, không khí nóng hơn bao giờ hết. Các anh chàng U23 xuất hiện trên sân khấu. Các tuyển thủ và các cổ động viên thực hiện nghi thức hát quốc ca. Quang Hải được một tập đoàn trao tặng món quà là chuyến du lịch Bồ Đào Nha cùng gia đình. Thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng làm biết bao trái tim tại sân vận động Thống Nhất như phát cuồng. Và không thể thiếu những anh chàng soái ca của U23. Công Phượng thì vẫy tay chào người hâm mộ. Chàng đội trưởng Bắc Hí thu hút sự quan tâm của rất nhiều cổ động viên, đặc biệt là phái nữ. Không khí tại sân vận động Thống Nhất nóng hơn bao giờ hết với những phần giao lưu hấp dẫn cùng những chân sút tuyệt vời của U23. Đội tuyển U23 Việt Nam hát cùng ca sĩ Mỹ Tâm. Trên sân cỏ Bùi Tiến Dũng lạnh lùng vậy thôi, chứ trước mặt các fan hâm mộ lại e thẹn như vậy. Giọng ca máu lửa Phương Thanh cũng góp mặt để khuấy động bầu không khí. Hồng Duy và Công Phượng đã có phần giao lưu nhắn nhít, khiến các cổ động viên reo hò phấn khích. Khoảng 19 giờ buổi giao lưu khép lại với muôn vàn cảm xúc khó quên, hệt như cái cách những người hùng U23 đã tạo nên trên sân vận động Thường Châu, Trung Quốc. Tuy nhiên do quá cuồng nhiệt và nóng lòng muốn được tận mắt nhìn thấy các chàng trai U23 mà tình trạng chen lấn xô đẩy đã xảy ra. Một số fan girl đã bị xô ngã và ngất xỉu. Ngay lập tức lực lượng chức năng đã có mặt để giải cứu cổ động viên thoát khỏi đám đông.